You see, these days, customer experience is a key differentiator. The winning companies, the market leaders, typically have something more than their products. They offer what is called a great experience. Now, to create a customer experience, we must understand that online or offline are two ways which are no separate ways, but intertwined, interconnected. You may call it offline channel, online channel. But customer doesn't understand. For customer, these are just simply two ways in which a customer interacts with you. The customer may come to your store. The customer may search you online. The customer may try your product at your store, but customer may buy online. Customer may come back to you for a complaint, and a customer may write to you online. So this is called O2O experience, offline to online, or online to offline. But I call it O2O2O, which is online to offline to online. And you keep changing. But when you are drawing that, draw it for your funnel, tunnel, and trumpet. Draw a curve which basically captures various touch points that a customer has in customer journey through your funnel, tunnel, and trumpet. And when you understand this, then you would know where I got to create a stronger online experience, where I have to create a better offline experience. The whole world is talking about customer experience as a next big frontier. In fact, we are going to do a separate course on just building customer experience. But as of now, you understand that in your D step, there is some customer experience that you have, which you have established. Reconfigure it. Don't just see how you sell to a customer. Also consider how customer use your products, how customer contact you after they use your product. Also consider how customer talk to other customers about your product. This entire end-to-end is called customer experience. The final consideration of a D-step is called positioning. Positioning is important because it is this that anchors your compelling proposition. How is it positioned? Think of an Apple. Think of a Ferrari. Or think of any brand that you know of. And in your mind, you will get an image. You will get an idea. Low price, high price, good brand or a bad brand, uniqueness, differentiation. And you will get an answer as to why do you buy that? Certain brands are associated very strongly with one aspect. For instance, when you look at Toyota car, you associate Toyota car with probably better service, more life, or less failure. When you look at Ferrari car, you associate that car with more sports looks, speed, thrill, obviously higher cost, obviously high price. So the objective of positioning is to create a distinctive place in customer mind. You imagine that a customer mind is a room. And in that room, a customer has a knowledge of many brands. Each brand is sitting in some corner, and a customer has some opinion, some perception. Whether it's a hotel, or an airline, or a car, or a smartphone, or a bread, or dress, water, coffee, just about anything that you come in contact with has a positioning in that room. So the room is very cluttered. It's very busy. You also have a brand. Now, your brand has to occupy some distinctive place. Look at that place, which is very distinctive. Therefore, positioning becomes as a magical tool by which brands and companies create a very strong, distinct place in customer mind. You start with the positioning that you want to occupy. It's not necessary that a customer will actually create that positioning that you are wanting. So we have to not only start the positioning from our strategy point of view of where we want to occupy, but we also have to keep in mind to keep checking how customer is actually doing a positioning in his or her mind. It's actually an image. It's not necessarily a reality. Sometimes you have an image. It is based on what you read about it, what you heard about it,
etc. That's the reason why all brands want a very positive word of mouth, a very positive PR, and they want their customers to talk more on the Facebook, and they want to create an image. This building of an image of your brand, of your company, of why a customer buys you, why a customer likes you, and why a customer does not buy you or does not like you is necessary, important, critical information that you use for creating your position. You learned about the price and the value factor for comparing with the competition. It is a good starting point to keep that in front of you while creating a very distinct positioning effort. I call it an effort because that's what you can do, but later when you test whether a customer actually is convinced on that positioning is when you reach to conclusion, this is my position. I visited a diamond store in Hanoi, that's called a Skymet. When I look at their store and look at their salespeople, and I look at their range, and I look at what they talk, and I look at how they make diamond, I have a positioning in my mind about Skymet. So it's a high price. It's a luxury brand. And it's a variety. And they launch 100 designs every month. So for me, the positioning is high price, high status, and multiple choices. When I talk to their salespeople, I have a great customer experience. And therefore, the positioning in my mind is getting aided, is getting supplemented by better customer experience. And I am now pushing it even higher in my mind to be more expensive, to be wide variety, and to provide me a unique customer experience. They build relationship with me as a customer. If that is the positioning in my mind, and if I need a cheap diamond to be gifted on somebody's birthday, I probably will not go to Skype, even though they might have that in the stock, because that's not my positioning. That is the reason why you need positioning. But it doesn't mean that a Skyman should change the positioning. In fact, on the contrary, Skymet doesn't want that positioning. Many times, companies offer you cheap product but create a high positioning. You do see this. You see in the car companies, you see in phone, TV, you see in dresses, you see in hotels. I advertise for a very high class, better room in a hotel, great service, but I also have a single room which is at less than half the price. But I don't advertise that because I want a positioning to be very high. But when you finally come, I also give you an offer just in case you are interested in a cheaper room. This positioning is very, very important part that you must do. So now, let us understand that positioning is not alone. Positioning is your place in the room of customer mind, which has competition and even other products. For us, more relevant is competitive positioning. Let us see this very interesting visual, which will give you an idea about where is your competitive position. You imagine a circle and call it as your customer desires. And you have understood this through your consumer insight. And then you draw a circle which you call it as your offer. You do not offer just about everything that a customer desires, but you offer some part. And you look at what competition offers. Customer desires what kind of jewelry, what kind of designs, what kind of diamonds. And you make that kind of a big graph and you look at what you're offering. You're not offering everything. You don't need to. And then what does competition do? And then when you have these three charts clearly, understand it this way. Your sweet spot is where what your customer desires and what you offer has a bigger overlap. What you offer and what your competition is offering is a direct competition. That's not what you must expand more and more. You must be away from there as much as possible. And what a customer desires and what your competition is offering, if you try to do exactly that where your competition is strong, this is a very dangerous situation. And it will take away a lot of your funds and resources. So first you build that particular space, which is where what customer desires and what you're offering are overlapping. It is a really a very good, nice, sweet spot. So now you understand this whole concept of differentiation, segmentation, targeting, experience, and positioning. This is your script. Now your story is ready. So now it's a time for a break. Reflect upon what I explained in this D step
and answer these questions. Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Mến, chủ tịch của GBM Group và tập đoàn của chúng tôi thì chuyên kinh doanh về mảng thời trang. Tôi làm về mảng kinh doanh thời trang được 10 năm rồi và hiện nay thì tôi có thành lập về một tập đoàn về kinh doanh để định hướng theo phát triển đa ngành và mong muốn là sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2025. Và khi với một cái mục tiêu lớn như vậy ấy, thì chắc chắn doanh nghiệp của tôi sẽ gặp những cái khó khăn, thử thách mới và đặc biệt là trong lĩnh vực về nhân sự. Nhân sự hiện nay nó khác với nhân sự mà như trước đây, cách đây rất là nhiều năm mà tôi thành lập công ty cũ, thì hiện nay có rất nhiều thay đổi và đặc biệt là với cái thế hệ trẻ thì việc là quản trị họ làm thế nào để họ cống hiến và phát triển hết mình cho doanh nghiệp của mình là một cái điều mà chúng tôi thực sự là rất là đau đầu và cũng như là mong muốn làm thế nào để có nhân sự tâm huyết. Trước khi đi về khóa học thì thực chất là chúng tôi đã có những cái nền tảng từ cái doanh nghiệp cũ rồi nên cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng mà để cho một cái bộ máy hoàn thiện, một cái bộ máy mà vận hành hiệu quả hơn thì chắc chắn nó phải có những cái kiến thức cập nhật mới. Và khi đến với khóa học này thì thực sự là một cái điều mà tôi vô cùng tâm huyết và thấy mình rất là may mắn bởi vì được gặp lại thầy Alok, là một người thầy của tôi đã cách đây 2 năm tôi mới được gặp lại. Thì thầy quay trở lại Việt Nam thì cái khóa đầu tiên mà thầy dạy đó là chính là quản lý dành cho lãnh đạo quản lý cấp trung. Thì đây là một cái khóa học mà tôi, chính bản thân tôi cũng cần để về đào tạo lại cho đội ngũ quản lý cấp trung của doanh nghiệp mình. Và sau đó thì mình sẽ có những cái hướng phát triển mới để xây dựng một cái đội ngũ chuyên nghiệp hơn và phát triển hiệu quả hơn. Khi đến với HBR thì có lẽ là tôi cùng với HBR có một cái cơ duyên rất là lớn. Cơ duyên ở đây là do được tạo ra là chắc là do anh Tony Dũng đã kết nối tôi đến với HBR và kết nối tôi về đến với thầy Alok. Và khi mà được biết đến thầy Alok từ năm 2019 ý, thì tôi đã trở thành một học trò gọi là học trò cưng của thầy, được học rất nhiều các chương trình khóa học của thầy. Và khi mà học các chương trình khóa học như vậy thì tôi đã áp dụng cho doanh nghiệp của mình và đạt được rất nhiều các thành quả và có cái sự phát triển vượt bậc khi từ năm 2019 đến nay. Cảm nhận về thầy Alok thì thực sự nếu mà gọi là một người thầy mà để được tôi ngưỡng mộ thì thực sự là rất là khó, bởi vì những người mà chúng tôi đã trải nghiệm và làm doanh nghiệp rất là nhiều năm thì chúng tôi cần những người thầy mà có trải nghiệm thực tế, có những người thầy có tâm huyết và những người thầy mà coi doanh nghiệp, đồng hành với doanh nghiệp một cách chân thành. Thì những người như vậy thì sẽ thuyết phục được chúng tôi. Và thực sự là đối với thầy Alok là một người mà cực kỳ uy tín trong lĩnh vực đào tạo, một người chân thành với tất cả các doanh chủ doanh nghiệp Việt Nam nói chung mà đối với doanh nghiệp tôi nói riêng, thì thực sự tôi rất là quý và ngưỡng mộ cũng như là trân trọng thầy. Chị là Lina Nguyễn, hiện tại chị đang phụ trách là cố vấn nhân sự cho các doanh nghiệp SME. Hiện tại là chị cũng đã lên tới tầm lãnh đạo rồi. Hiện tại vai trò của chị trong các tổ chức đó là cố vấn và đồng hành cùng các doanh nghiệp trong vai trò là giám đốc nhân sự. Thế cho nên là với rất nhiều vấn đề về con người cũng như là gì quản trị bộ máy, nên ngày hôm nay chị tới lớp học của bác Alok để mong muốn là tìm kiếm ra cái giải pháp cho doanh nghiệp và bên cạnh đó là giải quyết được bài toán của bản thân mình nữa. Đó là làm nào để trở thành một người lãnh đạo, một người quản trị có giá trị cho doanh nghiệp và giúp bản thân mình phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn. Chị rất là may mắn khi đã được là học viên của bác Alok. Và sau 2 năm đại dịch vừa qua thì đây là cái cơ hội rất là đáng quý khi mà trường doanh nhân HR đã mời được bác Alok quay trở lại với Việt Nam, là nơi mà gì cuối năm hội tụ rất là nhiều những anh chị học viên cũ, các anh chị chủ doanh nghiệp, rồi các anh chị CEO điều hành của doanh nghiệp tới đây tham dự chương trình, vừa học bổ sung thêm kiến thức, vừa có cơ hội gặp gỡ nhau. Và là cái nơi mà gì mình chút bỏ và chia sẻ rất nhiều những vấn đề của doanh nghiệp mình để tìm cách là gì tháo gỡ, cũng như là gì mong tiếng nói của cộng đồng có thể giúp mình giải quyết bài toán của doanh nghiệp của mình. Thì ngày hôm nay bác Alok đã đưa cho chị những giải pháp rất là chi tiết. Và cuối cùng đó là gì, chị cảm nhận được cái phong cách giảng dạy của bác Alok rất là gần gũi, sẽ cho chúng ta một cái bài học dành cho tất cả mọi người, ai sau này lên làm lãnh đạo hay làm quản lý thì cũng phải thuyết trình hoặc là chia sẻ những bài giảng, thì cái cách tiếp cận và chia sẻ như nào để cho mọi người hiểu dù gì có khoảng cách về ngôn ngữ. Thì đây là 3 điều mà chị nghĩ là rất là đáng học trong cái chương trình này. Mong rằng là trường doanh nhân HR sẽ ký được hợp đồng và mời bác Alok sang Việt Nam thành công, cũng như là đem bác Alok với những tri thức khổng lồ của thế giới về Việt Nam để các anh chị ở Việt Nam có thể là nâng cấp bản thân và giúp cho Việt Nam ngày càng phát triển hơn. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Adam Thiên. Tôi hiện đang là chủ tịch của tập đoàn Adam Group. Và tập đoàn Adam thì đã hoạt động đêm 12 năm. Thực ra trong quá trình mà vận hành doanh nghiệp trải qua 2 cái chặng đường 5 năm đầu tiên, tổng là hiện nay là khoảng 12 năm,
thì tôi nhận thấy là có rất là nhiều thách thức, khó khăn. Nó phụ thuộc vào bối cảnh trong từng giai đoạn. Có những giai đoạn thì mình cảm thấy rằng rất là khó khăn để làm sao đó để tạo ra dòng tiền lớn. Ngoài ra thì để có những giai đoạn mà mình rất là khó khăn trong cái quá trình đóng gói về quy trình, đóng gói về quá trình làm sao để mình có phục vụ cho cái quá trình mình có scale, mình nhân bản lên. Và có những lúc mà mình scale lên thì đôi khi nó bị rung lắc, nó bị không đồng bộ giữa các cái chi nhánh với nhau. Thì một trong những điều đó thì anh nghĩ là khó khăn nhất là vẫn đối với con người. Trải qua một ngày nào học tập ấy, thì anh nhận ra là mình mặc dù là mình đã vận hành rất là nhiều, gặp rất nhiều bối cảnh hoàn cảnh khác nhau, tuy nhiên thì mỗi một cái trải nghiệm thì chúng ta có những cái bài học rất là khác nhau. Và từ kiến thức từ bác Alok thì với một người dày dặn kinh nghiệm là hoạt động ở cái vai trò lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn lớn ở vài chục quốc gia thì tôi nhận thấy rằng là tôi học hỏi được rất là nhiều ở trong một cái khóa học. Thì trong cái khóa học này thì mới trải qua một ngày học tập thôi, nhưng tôi nhận thấy là rất là nhiều kiến thức mình có thể cần phải học hỏi và đúc kết, cũng như là mình tìm cách làm sao áp dụng. Thì anh nghĩ rằng một trong những cái bài học mà anh cảm thấy tâm đắc nhất trong ngày hôm nay đó là làm sao đó mình dịch chuyển được từ cái tư duy là mình áp đặt mục tiêu một chiều từ trên xuống, thay vì ban lãnh đạo là đưa mục tiêu từ chiều trên xuống và nhân sự phải thực thi, mà họ không hiểu là cái big why, lý do tại sao, cái ý nghĩa trong công việc hay là cái động lực như thế nào. Thì thay vì đó là mình phải xuất phát từ làm sao đó để tạo ra một cái môi trường ở đó các nhân sự có thể là góp phần nào đó để tham gia vào quá trình đạt mục tiêu. Thì khi mà họ được tham gia vào quá trình đạt mục tiêu thì họ sẽ cảm thấy là họ mình là một trong những phần của tổ chức, của công ty. Thì nó góp phần cho việc là họ cam kết hơn, động lực hơn trong quá trình thực hiện mục tiêu. Thông qua trường doanh nhân HBR và thầy Dũng thì Đạt được biết đến tiến sĩ Alok. Tiến sĩ Alok là một trong những người mà rất hiểu doanh nghiệp Việt Nam, mặc dù thầy đã có rất nhiều năm kinh nghiệm làm những tập đoàn quốc tế. Và suốt cái hành trình từ 2018 cho đến bây giờ thì tiến sĩ Alok chính là người đưa những kiến thức quốc tế trở về với doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng thầy rất hiểu doanh nghiệp Việt Nam cho nên thầy có những cái sự cố vấn mà Đạt tin chắc chắn là không có bất kỳ một người thầy quốc tế nào có thể dẫn dắt được. Đơn cử như là phần chiến lược, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam họ chưa nắm bắt được làm thế nào để chọn được một chiến lược đi đúng cho doanh nghiệp của mình. Thì chính thầy Alok đã cố vấn những chiến lược mà tầm nhìn 3, 5 năm đến 10 năm cho doanh nghiệp của Gain Group. Và một kiến thức Đạt rất thích từ thầy Alok đấy chính là đường chân trời mới. Và làm thế nào để cái thời điểm mà mình đang thắng ở cái sản phẩm hiện tại, mình có thể xây dựng được một cái đường chân trời mới về một sản phẩm mới trong tương lai. Thì đấy cũng chính là một kiến thức mà Đạt vô cùng tâm đắc, mà không có bất kỳ một cái chương trình đào tạo nào mà lại chỉ cho Đạt cái điều đấy được. Thì thông qua cái bài giảng đấy thì Đạt hiểu được rằng cái bước tiếp theo, sự quan trọng tiếp theo của phòng R&D Gain Group phải làm gì. Cái điều quan trọng là lãnh đạo của Việt Nam ấy thì thường là mọi người sẽ thường nhìn ngắn. Thì từ những cái thời điểm đầu của Gain thì rất mong muốn là tạo ra một cái doanh nghiệp mà có tầm nhìn dài hạn hơn, để chúng ta có thể phát triển doanh nghiệp có thể sánh ngang với các công ty trên thế giới. Thì khi mà được tiếp xúc với thầy Alok thì thầy đã từng được điều hành rất nhiều tập đoàn trên thế giới. Thì thầy có đưa ra một từ khóa là gì? Hãy xây dựng doanh nghiệp của bạn tập trung vào khách hàng, tập trung vào khách hàng. Vậy làm thế nào để xây dựng được cái điều đấy? Thì thầy Alok có đưa ra rất nhiều cái bức tranh công cụ để giúp chúng ta tìm kiếm insight của khách hàng. Từ việc chúng ta thực sự thấu hiểu khách hàng, lúc đấy chúng ta mới tạo ra một cái hành trình trải nghiệm để xây dựng một doanh nghiệp hướng tới khách hàng thực sự. Và Gain đang theo đuổi cái điều đấy để chúng ta có, để Gain có thể tiến xa hơn nữa nhờ sự cố vấn của tất cả các thầy. Có một điều quan trọng mà trong chương trình của thầy Alok đã huấn luyện tất cả các thủ, huấn luyện tất cả nhà lãnh đạo của Gain, đấy là rất nhiều dữ liệu mà hiện tại doanh nghiệp đang giữ nhưng đang không biết phân tích cái dữ liệu đấy làm thế nào để tạo ra một cái sản phẩm hay là một cái hành trình cho khách hàng của mình. Thì tiến sĩ Alok đã đưa những phương pháp để chúng ta phân tích những dữ liệu đấy để phục vụ cho người dùng cuối cùng, đấy là khách hàng cuối cùng của doanh nghiệp, sẽ tạo ra những cái sản phẩm gì hay là cái trải nghiệm gì sắp tới cho doanh nghiệp của mình để giúp đỡ được khách hàng của mình. Đã rất muốn là tất cả các chủ doanh nghiệp tại Việt Nam có một cơ hội để tiếp xúc với những giảng viên quốc tế. Tại vì để chúng ta đi học một cái chương trình nước ngoài thì chúng ta phải dành rất nhiều chi phí cũng như là thời gian, công sức của chúng ta, đúng không ạ? Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu mà có một giảng viên quốc tế trở về với Việt Nam và trường doanh nhân HBR chính là một trong những đơn vị làm được cái điều đấy? Thì Đạt rất cảm ơn thầy Tony Dũng, cảm ơn trường doanh nhân HBR đã đưa những tinh hoa của quốc tế trở về với Việt Nam và giúp các doanh nghiệp Việt Nam giải quyết vấn đề và có thể đưa doanh nghiệp của mình tiến xa hơn nữa, không chỉ 5 năm, 10 năm, thậm chí là trên 10 năm. Nếu chúng ta không có những người như ba lúc đến Việt Nam ấy, và chúng ta học ấy, chúng ta giống như kiểu chúng ta sống trong cái ao lạc. Ba lúc ấy là không những là bác là phó chủ tịch phụ trách chiến lược của Cano tại 23 quốc gia châu Á, mà năm 2009 ấy là bác ấy có đường cái giải bác là giám đốc marketing giỏi nhất toàn cầu, được
Hiệp hội Quang Vinh Hoa Kỳ ghi nhận. Và bác là nguyên chủ tịch Hiệp hội các giám đốc mang thương nghiệp châu Á. Các anh chị có thể search profile của bạn. Thì với những kiến thức của bác ấy, thì mình nghĩ là các anh chị học xong các anh chị sẽ tiêu hóa được một phần thôi về ứng dụng. Nhưng đối với bản thân mình thì mình ứng dụng có rất là nhiều. Thật sự là gì ạ? Rất là may trước Covid là mình mở bác ở Việt Nam và 2 năm làm việc với bác ấy, thì tư duy của mình nó thay đổi hoàn toàn. So as I mentioned, the customer loyalty is getting lesser. Options are becoming more. The customers are becoming more demanding. In other words, if companies slip up in their delivery on anything, the customers may not pardon, unlike previous generation where customers would tolerate more. And in that situation, therefore, we have to now build sales and marketing system in the company, keeping in mind that retaining a customer is going to become even increasingly difficult.